được cái skill cuối cùng. Kia đâu mày? Wow. Đang lụ đang chặt đụng trong cái cửa nó chết luôn. Ôi mày coi kìa, đẹp vãi chướng và mày ơi. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Bami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Bami sẽ chơi Naruto Tycoon. Và trong game này mình sẽ trở thành một người của bộ tộc Uchiha. Và Bami sẽ trở thành một người của bộ tộc Uzumaki. Đó. Uchiha là có Sasuke nè, đó có anh trai của Sasuke còn gì là gì không? Quên mất cái con này. Có Madara nè. Obito nè. À Itachi đúng rồi, Itachi là anh của Sasuke. Còn còn của mày là có Uzumaki á. À lộn, có hàng Naruto á, với lại ba hàng Naruto là ai ta? Naruto đứng cái bên ta luôn rồi ba, thanh niên mặt mèo. Đậu vào mày mua gì nhanh vậy? Karin nè, Nagato nè. À Nagato đúng rồi nè, Nagato là ba của hàng này nè. Đó. Đâu Nagato là ba của ai đâu? Ê cái ông ngoài cùng là ai vậy tu? Ai? Đó cái ông có râu ngoài cùng kìa. Ông có râu ngoài cùng là ông nào? Đó ngoài đường kìa. Ừ mày giết nó đi. Đâu có biết đâu. Đấy là ông này sao? Ôi đây mặt nạ. Ôi ông này không có râu luôn hả ta? À mặt nạ không có râu. Vậy thật. Ok, và mình và Mami đã xây trước rồi, tại vì game này nó lên tiền khá là chậm nên là bây giờ mình sẽ phải rồi bây giờ mình sẽ đủ tiền nữa mà mình mua những cái thứ này rồi. Rồi đó, bên tiếp theo có 28.000 luôn cái này ha. Wow, tiếp theo có 28.000. Đây là Nagato. Đó. Ôi trời, Nagato để tóc dài vậy, tóc đỏ mới ghê chứ, nhìn giống như con bạch tuộc vậy. Nani Nagato. Ủa Nagato hình như không hình như lộn. Nagato không phải là ba của kiếm ăn rồi ba. Không, Nagato là Pen, đúng rồi. Quên mất lâu quá. Còn mà quên mất cái tên tên ba của Naruto là ai rồi ta? Tự nhiên quên tên, thiệt tên. Ok bây giờ mình sẽ mua Aminato, trời đất ơi. Kushina là ai ta? Kushina. Ta quên mất. Đây Kushina. Ôi nhìn mặt dễ thương vậy. Ok bây giờ là mình sẽ mua cái gậy, cái cổng. Gậy hả? Wow, đúng là cổng của bộ tộc Uchiha ha, đẹp. Đây, đẹp lồng lộn luôn. Đẹp mà đẹp lồng lộn luôn, ghê thật chứ. Gì ghê lồng lộn luôn hả? Ừ. Thanh niên này, thanh niên này giờ đâu dám ra khỏi nhà con đâu. Ồ phải đáng đâu vậy? Đấy luôn đó. Á đù. Mua luôn rồi hả? Nà ní. Đó, thấy chưa? Ghê không ghê? Ghê. Tao không dám vô luôn á. Simple. Thì ở trong game này á thì mình mua vũ khí bằng cách là mình sẽ bấm vô cái shop này, nó sẽ đẩy mình lên ở trên kia kìa. Đó. Đây, cái chữ này không? Hả, chữ gì? Chữ là Uzumaki. Uzumaki gì? Cái chữ trước cổng đó ba. À vậy hả? Tao đâu có biết đâu ba, đâu biết đọc tiếng đó đâu. Mày tào lao. Gì? Tao coi phim thôi chứ làm sao tao biết được. Tao đâu coi phim thôi chứ đâu biết tiếng Nhật đâu. Ngộ nghĩnh quá. Thiệt tình. Đây mình cái gì Karin. Oh, ok Karin, mình sẽ mua cái passway 500 nè, Sasuke nè, đó mày, đây. Mày đâu mà tóc vàng hay tóc đỏ không mà mày? Ồ, oh, bây giờ tên đầy đủ Vami. Hả? Tên đầy đủ của anh là Uchiha Kia. Ồ. Oh. Phải, ta là còn... Uzumaki Vami. À, cũng hợp. Vãi được. Vậy là ồ, oh, Madara nè, đó, ông này là Madara đây, Clan Banner. Cái logo của cặp Uzumaki là giống như cái quạt vậy đó. Ồ, oh, mua cái outfit thì nhìn Obito như cái bánh kem luôn nè, vậy. Obito là đúng rồi, Obito cũng nằm trong này mà. Thì cái nhân vật nhìn như cái bánh kem vậy. Hot cafe. Ồ, trời, cái đầu của mày, nguyên bộ tập ta có nguyên mấy cái đầu này tu. Cái đầu gì? Ừ, à, cái đầu đó là cái đầu của mấy cái gì ta được để làm cái gì quên rồi. Hokage, đúng rồi, Hokage. Mày cứ tính từ bên trái sang phải là Hokage đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ. Quá. Hú hồn chứ biết. Trời ơi, thanh niên nào biến hình đứng trước mặt làm hết hồn mà. À, bây giờ mình sẽ mua hai này luôn. Vậy. Màu nè. Màu hường nữa nè. Mình sẽ đi mua tiếp. Hiện tại bây giờ ở đây là chắc chắn là sẽ không bao giờ có được vũ khí đâu, tại vì mình phải mua thêm mình phải lên trên kia đó, mình phải lên cái khúc này nè để mà mình mua vũ khí. Ở đâu mình mua vũ khí, mình mua kỳ chiêu này nọ. Bộ tộc tao nhìn cái hình của bộ tộc tao á, nhìn giống như cục kẹo vậy. phải có cục kẹo. Nó xe vòng á. Không phải, cái đó là logo của làng lá ba, mày lộn rồi. Làng lá. Ừ.
Đây, bây giờ mình sẽ ra mình con ngoài cửa nè, đó, dễ thương không? Clan nè, nón nè, đó, mình sẽ mua cái băng 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 đầu nè, băng đầu của mình là cũng là làng lá luôn đúng không? Y chang logo, logo băng đầu của làng lá nè. Ôi, có thể thức tỉnh được Sharingan bằng cái gì? How? Sa Ring. Tại như cái này là cái đồ nè. Facility nè. Ủa? Hết tiền. Sharingan rồi. Đây. Sao thấy con mắt của mình nó vẫn bình thường ta? Đây mà nó có bộ đồ nè. Sharingan. Thế mày ta có bộ đồ của nhìn giống Naruto mày. Đâu? Ta có bộ đồ của Naruto mà nó bị thương cái đầu gối. Tăng chân lại luôn rồi. Đây. Ồ, đây là bộ đồ của Uchiha, của tộc Uchiha. Đó. Mà kêu. Ui, có Anbu luôn nè. Ờ, okay. Mà nó có cái nó cái đai đội đầu của Naruto luôn nè cô. Không, cái đai đội đầu là cái đai đó là cái đai của làng lá. Ờ, Naruto nó cũng có đeo nữa nè. Ừ, Naruto có làng lá, đúng rồi. Wow, trời ơi, đẹp vãi chưởng luôn. Ok, và bây giờ trong game này là Uchiha Kia và sẽ chiến đấu với Uzumaki Vami. À, đọc dài lẹo lưỡi luôn ba. Thiệt luôn á. Ôi nhảy hot rồi ba. Đọc dài lẹo lưỡi lắm luôn á. Đâu mày đọc lại coi. Không bỏ đi. Lẹo lưỡi chắc được. Cắt lưỡi mày không? Gì đây, Dummy là con Dummy là cái là gọi là cái gì không? Cái bản của cái tia có cái cross xe giữa. Dummy là dạng giống như là cái tượng hoặc là cái gì đó để mà mình thử skill trên nó đó, mình quên mất rồi, hình nhân hay cái gì đó. Ở đây có cái shop rồi hả? Để mình làm áo. Wow. Ôi mày trên shop bán vũ khí rồi cô. Thì đó, hồi nãy con nói rồi đó ba. Ừ, lên đi mua vũ khí bắn chơi. Ok, và hiện tại giờ đang có 23.000. Ủa, phải tưởng là có mấy ngàn hả? 23.000. Ủa, có cả cái kiếm của cái thằng cá mập nữa nè. Rồi, đất ngàn. Ơi, kiếm này đẹp lắm, mình sẽ hốt nó một cái đi. Wow. Mày à bưởi. Mày à bưởi, trời, đùa hả bưởi. Ây, nó có siêu rồi, no. Thôi bây giờ mình sẽ đi ra đây, mình chưa đủ tiền, bây giờ mình về mình lấy tiền. No, có siêu rồi, thì làm được gì? Bỏ mình bên đây. Có siêu thì làm được gì? Nó vừa mới nhảy về tới đây, nó chết luôn. À quên, bấm lộn. Ok, và bây giờ mình sẽ để dành tiền để mình mua cái gì đây cọc. Không, mình là cọc Uchiha nên là mình sẽ sử dụng những cái kêu bên này đây, đó. Ok, mọi người thấy đẹp không? Đẹp cực kỳ luôn. 9 ngàn rồi nè. 37 ngàn. Mua được cái signature nè. 45 ngàn. Ê mày, nguyên con yêu quái cầm dao luôn nè cô. Hả? Đâu? Ê nè. Mày đang ở đâu vậy? Mày đang ở đâu vậy? Tao nhà tao đây. Nhà mày ha, nhà mày sao tao biết được? Đồ điên. Nhà mày sao tao biết được thằng quý? Đây qua đây qua nhà tao nè, nhà mày kế bên nhà tao á. Đâu mày, đâu mày, ra đây coi. Xóm nè ba. Quay lưng lại. Ủa, tao tử nhà mày bên này chứ, tao lộn tập. Tao mày lộn logo rồi. Đó, ghê, thấy có con yêu quái rồi. Ừ ghê. Nó mất máu nữa. Ừ ghê. Mày nghe mày tí. Yeah. Uchiha Kia win nha mọi người. Phù ma. Về nhà tiền đi mua vũ khí chặn kia. Ok, đã được 30 ngàn rồi. Bây giờ là mình sẽ đi lên trên kia, mình sẽ mua skill tiếp. Mình sẽ coi, mình sẽ lựa những cái skill nào mà nó độc và lạ để mình mua. Hiện tại giờ mình đã có được cái kiếm này khá là đẹp luôn. Wow, cái kiếm của thanh niên cá mập này. Mà đi mua mà men vũ khí em người cái náo loạn super shop luôn ta. Có đâu, có mày thôi. Wow, ở đây quá đẹp luôn. Susanoo. Mình sẽ để là 45.000 để mình mua cái biến hình cuối cùng của hàng Susanoo. Ê, Naruto biến hình cuối cùng là gì vậy cô? Nó không có, chỉ có cặp này nó mới gọi ra được này thôi. Còn Naruto á là nó sẽ biến thành cửu vĩ. Mà ở đây hình như nó không có cửu vĩ. Ê, cho tao chém mày thử coi dao này mạnh không? Mày hả bưởi? Chém, chết đều nè. Chết đều. Đậu phộng. Dao này cũng mạnh, ok, mình về. Cầm dao sọt, ủa nó đi rồi, nó chạy rồi. Có lên trên này rồi ba. Thiệt tình chứ. Nó chưa kịp cái gì hết, có đang để dành tiền. Đây bây giờ mình tiếp về mình mua cái con yêu quái của mình. Trời ơi, dao gì cũng nó đẹp vậy trời. Dao này cũng đẹp quá nè. Trời ơi, dao này làm như thật luôn ấy. Bây giờ mình lấy tiền cho con yêu quái lại. Đó, thay đồ hình Naruto.
Ok, ủa sao thanh niên này vô được hay vậy ta? Ủa sao mấy thanh niên này vô được hay vậy? Ủa có xây nhà giống như quỳ vốn mày xây nhà muốn vô vô muốn ra ra. Thiệt cần. Cái gì vậy? Nhà kỳ cục vậy? Ai biết? Hư. Dummy. Ok, okay bây giờ mình xem lựa tiếp, mình sẽ mang tiếp mấy cái này vô. Đó, vậy cho nó đẹp nè. Để coi coi có nhiều skill ở đây, mình đã có vũ khí rồi, bây giờ mình sẽ mua cái con quái vật đi. Bài clan hả? Ok, để mình mua thử coi cái clan logo này là gì đây. Wow, đẹp vãi chưởng luôn. Đây. Ok, và bây giờ là mình sẽ mua tiếp cái gì đây ta? Ê mày, sao tao mua chiêu 20.000 mà nó không có gì hết ta? Là sao? Ides Senbon. Trời ơi, tao ta không có gì trên người luôn. Đạo phẩm tao mua xong cái núi bây giờ cái nhà của tao giống như cái tầng cái khu bí mật riêng vậy. Ê mày ơi, xe trái không mày ơi. Gì vậy? Mua xong không có gì hết trơn. Vãi. Mất 20.000. Mày mua chưa? Mày ngồi mày xuống đây đi, mày ngồi mày xuống đây. Ngon xuống đây. Tao lên shop tao chỉ cho, lên shop đi. Ây da, lũ đạn mày kia, sao mày chặt tao? Chết tao nó không phải. Chết luôn. Đó cái bà tiền cái bên kia tròn tròn á. Mua xong rồi nó không cho gì hết trơn. Ê bậy nha, bậy nha. Vậy là không có được nha. Chạy dưới kia. Ê đâu phải tao đâu ba, bị lộn người rồi. Mấy bạn chạy mà. Không, đâu phải tao. Sao mà ghé cổng vô vô được bình thường mà. Lừa đảo. Ủa tao có mở cửa đâu mà mày vô. Mày cái cổng gì mà mua không chứ mày không mua thì nghe mà chết. Vãi là sáng. Còn anh đi lừa đảo của năm. Tự nhiên nó đi ngang với cái cổng nhà mình nó chết không biết nữa. Mình mua con dao nữa, nói chung là nó cũng mạnh lắm nha, cái đau này nè. Từ đi mày, cứ từ đi đó. Bây giờ nhà tao giống như cái nhà thờ, tao lộn cọc thờ rồi đó. Vãi cái nhà thờ. Có nguyên cái ghế luôn không? Có nguyên cái ghế của của cọc trưởng luôn nè. Con đơn bi này giống như hình nhân vậy mày, tao đang chặt nó nè. Vãi, thì nó là hình nhân mà. Mày chặt, mày chém nó được mà. À, cho tập thể dục cho nó. Đó, tao chém nó nè. Rồi, bây giờ là tao sẽ đi lấy tiền, tao sẽ để dành đủ 45.000 để tao mua cái vũ khí kia ra tao chém mày chơi. Tao chặt. Kêu. 42 rồi, 42 rồi. Còn thiếu nhiều lắm. Mày mua gì? Hả? Tao mua cái kiều 45 của cái kiều này là của chỉ có thằng Sasuke thôi. Để tao ra tao coi cái kiều của mấy đứa kia, kiều gì mà nó bự, có con có vật khổng lồ. Ok, tao sắp đủ nè cô, tao sắp đủ rồi, 49 rồi, 45.000. Ok, hình như nó cho nó 46.000 phải không ta? Bao nhiêu nhờ? Khoan, để xíu, 45.000 luôn. Ok, mà bây giờ mình đã đủ tiền để mua được cái skill cuối cùng. Kìa đâu mày. Wow. Đang lụ đang chặt đụng trong cái cửa nó chết luôn. Ôi mày coi kìa, đẹp vãi chướng và mi ơi. Chưa nào. Ủa gì ghê vậy, chưa nó nhiêu tiền vậy? Mày em ơi. Chết rồi mày, cha lụ đạn còn chút xíu máu rồi. Mạnh em nó đi ngang qua mình cũng chết nữa kìa. Kiều này mạnh lắm, mày đừng đùa, Susano và phở bi phiên bản cuối cùng mà. Lại đây kia vô. Trời ơi, chết chạy. Hết máu rồi. Trời ơi, mạnh mà kỳ quá à. Ta đi kỳ nghe, kêu này mạnh lắm nè. Đó, mở cửa mời đại đồng đạo ra vô nè. Đó, mở cửa rồi đó, ra vô đi. Mặc đồ vô. Đó, đem mặt nạ vô luôn nè. Đó. Đâu mày đâu rồi, mày ngon mày ra đây mày. Ngon ra đây. Sẵn rồi. Mày làm gì vậy? Hả? Mày làm gì vậy? Không còn tí, ôi. Nó chặt tao cửa. Chết rồi mà mày. Cái mạnh vậy. Mày giao nó chậm quá à. Này ai da đậu phong quỷ già, sao mày quánh tao? Mày này lấy thì chia mạnh đó mày gai. Mày ai da đâu mày. Ôi nó chạy dơ.
Mày đi ra cho các mày nè, trả thù, trả thù. Mày ra đây, mày ra đây. Ê, chết nè, trời, đừng xíu, tôi chạy ăn nhiều mà. Con dao mà nó chạy xuồng. Yeah, kêu mình mạnh phải chữ. À! Phải chữ nè. Ủa, chưa chạy, chưa chạy. Ồ, chị mép, mép rồi là chết rồi. Ủa, nó chơi, nó chơi biến, ăn gian dễ sợ luôn. Chưa đi đâu. Ê, mày chơi mày canh nhà, sao có về ba. Ta nghe đồ các hạ có một chiêu rất là mạnh nên là tôi muốn chặt một cái. Ủa, lên shop thở rồi. Anh anh. Đậu phộng đứng nó canh kiểu đó sao về trời. Cái thứ gì á. Ê, mày đứng đó chìa ba đi, về đi ba. À, về rồi nha. Ừ, về đi, để coi đường đi về nữa. Chặt nè, chặt. Đậu, ông nó còn chặt thì có ai đó chơi, còn quá đáng không chứ. Bay nè. Ôi, hình như nó chịu, kìa xuống kìa. Hết mặt. Bậy à, bậy à, bậy à, bậy à, bậy à, bậy ơi. Má còn nhiều quá vậy. Hừ 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 đậu vòng. Yeah. Ok. Ngồi bước vô mày, ngồi bước vô mày, ngồi bước vô mày, ngồi mày bước vô. Trời, đùa chứ chế à. Mình không được nó tại chiều nó tới 45.000 lần. Cái gì giao 10.000 mà sao chơi lại nó. Mày bự mày bự mày bự mày bự mày bự. Chết chặt đậu phòng. Chết luôn. Cái thứ gì á, thiệt tình chứ, sao tự nhiên mình chết luôn chị. Trời ơi, nguyên đám tàn hình luôn. Hừ. Thằng nghe nó tàn hình, nó bỏ tiệt chiêu ra, nó giết người ta rồi, trời ơi. Ok, về nhà rồi, ô 48.000 mày chết mày với tao. Ok, bây giờ cậu cũng sẽ về nhà để tao lấy tiền thôi, trời ơi. Chiêu của cậu khổng lồ 48.000 đâu, đây, đây, nó đây. Trời ơi, được có hầm mấy ngàn à ba, ít quá. 45.000, ồ, dường như đây là một tiệc mạnh nhất mọi người ha. Mạnh không? Chắc không? Chắc mạnh nhất không? 45.000. Rồi xong. Chắc mạnh nhất không? Chắc mạnh nhất không? Chắc mạnh nhất không? Ủa chưa chết hả? Đâu không? Vô đây mày, vô đây. Vô đây, vô đây. Mắt mình ướt quá chứ không mà nó chết rồi, thiệt tình. Hãy tại đây. Vô đây. Rồi được. Về phải không? Ok, về đi về. Trời, easy lắm á. Nè, đó. Ê, ai, ai, bậy rồi, bậy rồi. Cái nào chàng trai? Cứ từ, để tao mua cái... Cái nào chàng trai? Để tao mua cái kêu nào trưởng trưởng tí ma cái chứ. Mua cái trưởng nó mày kêu có lại rồi. Âm binh thật chứ. 36.000 đúng không? Ok, 32.000, 36.000 mình sẽ mua cái này. Giết đi, giết đi. Wow, còn lửa đen. Trời, sao mày chết rồi? Vô đây mày, vô đây, đi theo con nè mày, đi theo con nè. Thôi đừng có đẩy, đừng có dụ dừa điệu khị. Bà ấy nó biết đường rồi, nó biết mùi rồi. Chưởng đi. Trời ơi, chiêu chị chưởng nằm một đường thẳng sao chém, sao né trời. Bởi, à, hồi nãy tao mất 20.000 nhảm, dễ sợ luôn. Cái gì vậy? Ồ, đứng lại, chạy đâu, anh chạy đâu? Dính trưởng. Chạy, anh nghe. Quá đáng. Quá đáng gì chứ. Báo chuồng. Mày lại bây giờ mặt với lửa đen hả ba? Trời gì đông vậy? Ôi có đồng minh nữa kìa, Kibomi, vái cái Kibomi. Chết rồi, chết Bami rồi, chết Bami chắc luôn nè. Trời đất ơi. Quá chứng được chứ. Ai có đồng minh rồi trời. Có đồng minh nữa mày. Có đồng minh. Dẹp quá rồi. Ok, dừng Libico. Ok, để giờ kia đó có đồng minh rồi, bắn hợp lại đấy. Ok, các bạn thích video này nhớ để lại cho mình một like, một share và nhớ subscribe kênh channel của hai đứa mình để nhận thêm nhiều video mỗi ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.